À, chú cho con hỏi có năng lượng tốt và năng lượng xấu không ạ? Thì nếu có thì khi chúng ta nhận năng lượng xấu thì chúng ta có phải là vô tình mình làm điều gì đó bị sai hay không? Năng lượng thì không có tốt, không có xấu, cũng giống như tiền, không có tiền tốt, không có tiền xấu, chỉ có con người xấu, không hiểu rõ, rồi sử dụng không đúng cách, rồi làm tổn thương mình, tổn thương người khác, vậy thôi. Dạ, con cảm ơn chú. Nhà Isabella gì? Sorry, here's another question that's submissively, is there such a thing that's considered good energy or bad energy? So if we receive bad energy, is it because we do something wrong? Mr. Lee said that there's no such thing as good energy or bad energy. It's just the person who receive and use it, or whether you receive it and then you decide to use that energy to do damages to yourself or other people. So it's the practitioner's responsibility, and it's not the source of energy. That's all. Dạ. À, câu hỏi tiếp theo.